Chào anh chị, hôm nay con tại Thái Bình Dương xin giới thiệu với anh chị dòng cân chuyên sử dụng trong môi trường thủy hải sản hoặc là môi trường thực phẩm chống ăn mòn. Cái này mình có thể sử dụng trong nước biển được anh chị ạ. Ví dụ như là anh chị đang có vựa hải sản, thủy hải sản mình ở ngoài mình sử dụng trong môi trường nước mặn muối mình vẫn sử dụng được cân này, tại vì cân này là cân inox 304 và chống nước toàn bộ, kể cả các màn hình mà hiển thị số mà đỏ lên anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình đó vẫn là chống nước. Độ chấm nước rất là cao, cho nên anh chị có thể là sự rửa nước hoặc là vệ sinh hoặc là cho nước chảy xuống là nó là chuyện bình thường, không ảnh hưởng gì đến cân ạ. À, em giới thiệu với anh chị về cái kích thước của bàn cân nha. Kích thước của bàn cân thì hiện tại em đang có quay cho anh chị kích thước thực tế của cân này là 40 x 40, có nghĩa là bề ngang của cái mặt cân là 40 cm, bề dài của mặt cân vẫn là 40 cm. Đây là cái mặt cân mà anh chị có thể bỏ hàng hóa lên để có thể cân. Đây mặt cân, và kích thước chiều cao từ dưới đất lên, từ dưới đất lên tới trên cái mặt cân này là cũng là 40 cm. Anh chị có thể chọn kích thước nào phù hợp, ví dụ như cân này có kích thước là 40 vuông này, 40 50 50 60 60 80, anh chị có thể chọn kích thước nào phù hợp với mình đều sử dụng được. Cái màn hình của cái cân này là led đỏ anh chị, rất là nhìn thấy rất là dễ, anh chị nhìn thấy trên màn hình hiển thị số chớp chớp mà anh chị đang nhìn thấy đó. Hiện tại bây giờ cái cân này em đang để cách xa cái quay của em là một khoảng chừng 1 mét và nhìn số rất là rõ. Cái khoảng cách mà giữa cân với anh chị đứng tầm khoảng chừng 7 mét thì anh chị vẫn có thể nhìn cái số nó hiển thị trên màn hình một cách dễ dàng và mắt thường của mình. Cân này là cân chống nước chống ăn mòn, cho nên là sử dụng trong môi trường thủy hải sản, tôm mực cá là mình sử dụng bình thường, hoặc là thực phẩm chống ăn mòn, những công ty phân bón thì mình có thể sử dụng được ạ. Cảm ơn chị đã xem cái qua về cái cân này của em, và nếu mà anh chị có nhu cầu sử dụng cân mới hoặc là sửa cân hoặc là tư vấn về kỹ thuật thì anh chị có thể liên lạc với công ty cân tử Bình Dương để chúng em có thể hỗ trợ anh chị tư vấn về kỹ thuật hoặc là sửa chữa cân hoặc là giao cân mới đến tận nơi của anh chị ạ. Em cảm ơn anh chị ạ.